Một trong những hoạt động điểm nhấn để lại ấn tượng với đồng bào và du khách thập phương dịp giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm là chương trình hát xoan làng cổ. Để chuẩn bị cho giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, nghệ nhân các phường xoan gốc trên địa bàn thành phố Việt Trì đang tích cực luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho đồng bào và du khách thập phương, góp phần giới thiệu quảng bá những nét độc đáo của làn điệu xoan, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần hay vào mỗi buổi tối, các nghệ nhân của phường xoan An Thái lại cùng nhau tập luyện, ôn lại những làn điệu xoan cổ. Từng nhịp trống, nhịp phách, từng câu hát được trao truyền, biểu diễn bằng tất cả niềm đam mê, tình yêu và trách nhiệm với di sản quý báu của quê hương. Mặc dù bận rộn nhiều công việc, nhưng ai cũng cố gắng thu xếp để tham gia. Bởi với họ, được biểu diễn hát xoan, góp phần vào thành công của giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của các phường xoan gốc. Chúng tôi đã sẵn sàng là tập trung những lực lượng cần thiết, chia làm nhiều tốp để luyện tập nhuần nhuyễn để phục vụ du khách khi nào điểm nào cần nhiều, điểm nào cần ít, chúng tôi sẵn sàng phục vụ cho du khách đáp ứng với cái nguyện vọng của du khách về với Phú Thọ năm 2023. Chương trình hát xoan làng cổ tại các điểm di tích trên địa bàn thành phố Việt Trì đã được đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch từ năm 2012, trở thành điểm nhấn không thể thiếu mỗi dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Năm nay, chương trình hát xoan làng cổ được tổ chức từ ngày 25 đến 29 tháng 4, tức từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch tại các điểm di tích gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là đình An Thái, xã Phượng Lâu, đình Thét, miếu Lãi Lèn, xã Kiếm Đức và đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì. Thì ngày không có thời gian. Thế chủ yếu là triệu tập cho chị em bắt đầu là ôn luyện vào các buổi tối, ôn lại tất cả những các làn điệu xoan trong các bài hát xoan để cho nó chôn cất, để phục vụ, để là sẵn sàng phục vụ cho các du khách về dự giỗ Tổ Hùng Vương. Phân công và cái nhiệm vụ là vệ sinh môi trường tất cả trong các khu vực liên quan đến của xã Kim Đức, về các miếu Đại Nè là một, các đình, các chùa, các điểm di tích ở trong xã và trong các tour du lịch và về cội nguồn của đền Hùng. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản hát xoan gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được tỉnh Phú Thọ triển khai có hiệu quả trong những năm qua. Đặc biệt, việc đưa hát xoan trở thành sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ đồng bào và du khách mỗi dịp giỗ Tổ Hùng Vương đã góp phần quảng bá rộng rãi những giá trị quý báu của di sản, để di sản mãi mãi trường tồn và lan tỏa. Với sự chuẩn bị chu đáo, các làng xoan cổ hứa hẹn là điểm đến thú vị cho du khách gần xa về với giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.